Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thời gian vừa qua thì mình có lên vài video nói về nước hoa của nam cho mùa hè. Thì cũng trước đấy cũng đã có rất nhiều chị em gọi là hỏi mình tại sao anh ơi không làm review nước hoa của nữ đi. Em rất muốn là quan tâm đến cái cảm nhận của anh về nước hoa của nữ. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho các bạn nữ 5 mùi hương ở phân khúc tầm dưới 150 đô, tầm dưới 3 triệu đồng mà sử dụng rất tốt vào mùa hè. Thì trong đây có những cái chai nước hoa mà mình cũng đã làm review rồi, nhưng cũng sẽ có những cái chai rất là độc lạ, nên là các bạn nhớ xem đến hết video để biết đó là những chai nước hoa nào nha. Còn bây giờ thì đừng quên việc like, share và cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất của mình. Chắc chắn là sẽ có top những cái chai nước hoa cho nữ sử dụng mùa hè ở phân khúc cao hơn. Và nếu như bạn chưa biết mua nước hoa ở đâu thì có thể tham khảo đường link ở phía dưới của mô tả nha. Còn bây giờ thì chúng ta nhau bắt đầu thôi. Chúng ta cùng nhau đến vị trí số 5, đó là Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Chai nước hoa này thì mình đã có cái video cách đây khoảng một thời gian thôi, mình review rất rõ nói về phiên bản Intense lẫn cả phiên bản thường. Và nếu như ở nam ấy thì Nautica Violet nó là một chai nước hoa mà rất là ngon trong tầm giá mà bạn nam nào cũng nên thử qua. Thì Light Blue Intense này cho nữ nó cũng như là Nautica vậy. Đây là một chai nước hoa mà các bạn nữ dù người mới bắt đầu hay là kể cả chơi lâu rồi thì các bạn nên sở hữu qua em này. Và để xem video đó thì các bạn có thể xem cái đường link mình gắn ở trên này hoặc là trên này gì đó, mình có nói rất cực kỳ rõ luôn. Và đây là một cái combo sachet gồm có táo, cam, chanh một chút. Và nó một cảm giác kiểu khi các bạn xịt ra nó rất là bùng nổ ngay trước mặt bạn vậy. Mùi táo và mùi cam, chanh xuất hiện rất là rõ ràng. Rồi về sau thì nó được kết hợp thêm xạ và nó mang đến một cái mùi hương khá là sạch sẽ. Và mùi hương này thì mình đảm bảo các bạn là ở giữa ấy, thì nó còn có một chút hoa hay thứ điểm xuyến để tăng cái độ bám tỏa cũng như làm cho mùi hương nó mượt mà hơn. Thì không phải nói quá nhiều về em này. Em này mình đảm bảo rằng là nó rất là đa dụng và nó cũng bám tỏa rất là tốt. Khi trên da tầm 6 đến 8 tiếng là các bạn có thể đảm bảo duy trì cho một ngày, từ đi làm văn phòng từ sáng đến chiều, hoặc là các bạn đi chơi tối hoặc là đi hẹn hò buổi tối cũng được. Đây là một cái mùi hương rất là sạch, mở đầu là sai trực, chủ đạo là táo. Thì em nó cũng không có giới hạn độ tuổi lắm, nên là với em này chắc chắn là phải có trong list top những chai mùa hè giá rẻ cho các bạn nữ. Ở vị trí số 4 cũng là một sản phẩm đến từ nhà Dolce & Gabbana, đó là Limperatory 3. Thì trong bộ sưu tập này họ có khá là nhiều mùi và họ đánh số khác nhau. Thì đây là số 3 nhé, các bạn nên để ý. Và chai nước hoa này thì nếu như bạn nào theo dõi kênh của mình từ ngày đầu ấy thì các bạn cũng biết rằng là mình cũng đã có review em này rồi, nhưng mà ngoài mình sẽ nói một cách cụ thể lại hơn. Ở vị trí số 5 vừa rồi đó là một Light Blue, một mùi rất là sạch sẽ, rất là đa dụng. Nhưng sự sạch sẽ đa dụng nó sẽ luôn luôn đi với sự an toàn và nhàm chán. Và nó là một cái mùi khá là chung chung nên là nó sẽ không có phong cách cụ thể. Nhưng mà với DG3 này thì nó sẽ có một cái phong cách cụ thể hơn, đó là nếu như bạn nữ nào thích cái phong cách kiểu nhẹ nhàng này, kiểu nữ tính này, nhưng mà vẫn là năng động, vẫn rất là trẻ trung, thì em này là một cái lựa chọn hoàn hảo. Khi các bạn xịt cái mùi hương của DG3 này ra thì các bạn nhận thấy rằng là một cái combo rất là tươi và mát đến từ dưa hấu rất là mọng nước, một quả dưa hấu mọng nước này, ngọt này, kết hợp cùng một chút chua chua của kiwi. Dry down về sau thì các bạn nhận thấy là mùi của cây đại hoàng cùng với xạ chứ thứ, thì tổng hòa nó mang đến một cái mùi hương rất là mềm mại, mở đầu rất là tươi mát, ở giữa nó mềm mại và chủ đạo là mùi của cây đại hoàng kết hợp được cũng như với một cái ly sinh tố được ép cùng với dưa hấu cùng một chút kiwi mà mình cũng ngửi, chảy sang ngửi còn ra một chút ổi nữa, ngửi rất là thích. Và đây là một cái mùi hương vô cùng là trẻ trung và năng động. Cái mùi hương này mình nghĩ rằng là kể các bạn nữ kiểu đang học cấp 3, sinh viên là các bạn có thể sử dụng cái mùi hương này vô cùng là gọi là nữ tính, gọi là tiểu thư thì cũng không phải, nữ tính này, xong rồi năng động này, rất là đáng yêu. Đây là một cái mùi hương mà mình ngửi ở trên da các bạn nữ thì vào những ngày hè mình rất là thích, tại vì với một cái sự tinh tế đến từ những cái mùi hương tươi mát thế này thì chắc chắn là sẽ gây thiện cảm với rất nhiều bạn mà cũng không bị nhầm lẫn với những cái mùi mà nó quá là quyến rũ, quá là hấp dẫn. Đây chỉ đơn giản là một cái mùi hương năng động, tươi sáng, nữ tính và rất là gần gũi. Ngửi đầu vòi thích phải. Thậm chí là mình còn thỉnh thoảng xịt em này. Và độ lưu hương của em này thì
nó hơi kém so với Light Blue khi mà nó lưu ở trên size được tầm 6 tiếng quay đầu thôi. Nhưng mà các bạn có thể cải thiện vấn đề đó bằng cách là các bạn mang một lọ chiết đi, hoặc là thậm chí cầm một chai đo đi, thỉnh thoảng xịt dẫm lại, hoặc là có thể xịt nhiều hơn, xịt lên quần áo để cải thiện về cái vấn đề bám quả. Đó. Ở vị trí số 3 đó là một chai nước hoa đến từ nhà Thái Lan. Đây, Mangolit của nhà Butterfly. Wow. Chai nước hoa này mình, các bạn nhìn thấy là dù nó rất là xanh đúng không? Và cái thiết kế thì trông rất là đẹp, trông giống mấy chai của nhà Zoologist. Nhưng mà cái những cái phiên bản cũ, cái chai này của mình là bản cũ, và bản mới của mình hiện thì họ đã thay đổi về thiết kế rồi. Và đây là một cái mùi hương mà có thể nói rằng là nó gợi cái cảm giác kiểu thèm ăn, kiểu chảy nước miếng ấy. Thì cụ thể cái mùi hương của em này là khi các bạn xịt ra thì các bạn như kiểu là các bạn ngửi thấy một cái mùi xanh ngút ngát đến từ những chiếc lá, kiểu thấm đẫm nước buổi sáng sớm, hay là các bạn tưới nước vào các bạn kiểu bẻ nhẹ ra, các bạn ngửi một cái mùi xanh sộc thẳng lên mũi, và các bạn nhìn thấy một cái mùi ngọt rất đặc trưng của quả xoài. Còn quả xoài đây thì nó hơi xanh một chút, mà khi dry down ấy thì sẽ được điểm xuyến thêm một chút hoa này, rồi về sau nữa thì khi mà mùi hương này nó biến chuyển và nó tồn tại trên da ấy, thì các bạn đã nhận thấy rằng là mùi của em nó như kiểu một quả xoài chín vậy. Cái vị xanh nó sẽ dịu xuống và cái quả xoài đây nó bắt đầu chín dần và nó rất là ngọt, kiểu ngửi một phát thôi đúng kiểu cảm giác là các bạn đang cảm giác là các bạn nhìn thấy một người phụ nữ hay là người đối diện các bạn đang ăn những cái quả xoài xanh mà chấm với mùi ớt vậy. Xịt ra phát mình đảm bảo luôn, mình xịt ít thôi tại vì em này bám rất tốt, ngửi một phát kiểu cảm giác chảy hết ướt cả nước miếng luôn. Đây là một cái mùi hương rất là ngon, và nếu như bạn nữ nào mà thích một cái mùi hương kiểu gợi đến cảm giác thèm ăn này, mang đến một cái mùi hương rất là đặc biệt, rất là xanh, rất là về dry down vậy, ngọt ấy, thì Butterfly Mango Leaf này là một cái mùi hương mà các bạn nên thử. Và mùi hương của Mango Leaf này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ đánh vào những bạn nữ nào thích chơi những cái mùi nó hơi lạ một chút, và nó sẽ các bạn sẽ kiểu không đụng hàng với hai, và đặc biệt là mùi hương này ấy, thì nó bám quả rất là tốt khi mà trên da mình xịt như này nhá. Mặc dù đó là một cái mùi ngọt, mùi xanh mở đầu và nó có xu hướng dùng hè, nhưng mà nó lưu ở trên da tầm 8 đến 10 tiếng và độ tỏa hương tầm một cánh tay, nó vô cùng tốt. Và đây là một cái sản phẩm đến từ một nước bạn của chúng ta, đó là Thái Lan, rất là gần gũi thôi. Và phải nói là những sản phẩm của nhà này thì toàn mùi hay luôn, mùi xôi xoài, mùi lá xoài, rồi mùi bưởi, mùi gạo, rất thứ. Thì đây là một chai nước hoa trong cái bộ sưu tập đó, và các bạn nữ có thể sử dụng hè rất rất tốt. Mình khuyên các bạn là nếu như bạn thích sự độc lạ thì chắc chắn các bạn phải thử qua em này. Vừa rồi chúng ta đi từ vườn táo cho đến vườn dưa hấu, vườn kiwi, rồi sang đi du lịch sang Thái Lan để ăn xoài chứ các thứ. Thì bây giờ mình sẽ gợi ý các bạn một cái mùi hương mà các bạn có thể sử dụng để đi hẹn hò. Với cá nhân mình ý, hẹn hò mùa hè thì cũng nên chọn những cái mùi nó ngọt nhưng mà nó có độ quyến rũ vừa phải, chứ không nhất thiết là phải sử dụng những cái tông mùi mà kiểu vani các thứ. Thì những cái tông mùi đó thì sử dụng mùa hè nó rất là ngốt, đặc biệt là nếu như các bạn hẹn hò ở những cái quán cà phê hay là những cái quán ăn ấy thì rất là đông người, thì thời tiết nóng nó là một cái cản trở rất là lớn. Nhiều khi thì các bạn có thể xịt những cái mùi đó nhưng mà các bạn lại không để ý rằng là nó mang lại cho các bạn những cái gọi là cái điểm trừ rất là xấu trong những cái buổi hẹn đầu tiên. Thì với mình, nếu như mình là phụ nữ ấy, thì mình sẽ xịt Atelier Cologne Pomelo Paris này để sử dụng vào mùa hè đi đến. Đây là một cái mùi mà mình nhớ rằng là nó cũng đã xuất hiện ở trong video top những cái mùi hương hè mình gợi ý cho các chị em năm ngoái thì phải. Và có lẽ rằng là với ba cái mùi ở trên đều là những cái tông mùi mát xanh, thì đây là một cái mùi hương gọi là có cái tông mùi sai trượt nhưng mà có thể sử dụng hẹn hò rất tốt. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy là một cái mùi cam, một cái mùi bưởi rất là rõ. Cái mùi cam, mùi bưởi ở đây thì nó không được tươi, nó có hơi có một cái độ the và độ the thôi, độ the nhất định từ những cái vỏ quả cam, vỏ quả quả bưởi, nhưng mà nó sẽ nhanh chóng chuyển thành một cái mùi ngọt. Và cái mùi ngọt đây thì nó không phải là kiểu ngọt kiểu mọng nước mà nó có xu hướng ngọt kiểu kẹo. Nó như kiểu là các bạn ăn những cái viên kẹo mà cứng các bạn ngậm ấy, kẹo trái cây cam, trái cây bưởi ấy, thì cái mùi hương này rất là giống. Dry down về sau thì nó ngọt hơn, và mình có xu hướng là nó làm có phần hơi bột
giống những cái chai của nhà Atelier này, thì như kiểu Oresangu ấy, nó là một cái mùi cam vắt, một cái mùi như một ly nước cam vắt mà khi các bạn xịt ra, nhưng mà khi dry down nó có phần hơi bột, thì chai này cũng thế, nhưng mà nó không bị nhiều bằng. Và thực sự là đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là những cái cô nàng nào mà kể cả ăn mặc nó sexy một chút, nhưng mà các bạn lại muốn kiểu một cái mùi hương có thể kiểu gỡ lại cái việc là các bạn quá là kiểu hơi kiểu vù vập ấy, thì đây là một cái mùi hương mà khi các bạn xịt thì dù các bạn ăn mặc sexy nhưng mà nó lại kéo lại các bạn có một cái độ trẻ trung, chứ không bị kiểu là thẳng tuột kiểu anh ấy tới chèn em đi, thì không phải. Đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó vẫn có một cái độ ngọt ngào, nó vẫn có một độ quyến rũ, nhưng mà nó rất là vừa phải, nó cứ kiểu mơn mờ thôi. Và về độ bám tỏa của em này thì em này cũng lưu ở trên da được khoảng tầm 6 tiếng đến 7 tiếng và độ tỏa hương tầm nửa cánh tay, khá là ok nếu như các bạn sử dụng vào đi đếp trong những ngày trời thực nóng, thậm chí là mùa hè như thế này cũng được. Ở thời hiện tại là đang tầm 40 độ đi này, nhưng mà các bạn xịt thì vẫn rất là ok. Và đây là mùi mà nếu như mình là nữ giới chắc chắn mình sẽ xịt em này đi hẹn với những anh chàng buổi đầu tiên. Vừa rồi thì chúng ta đã đi hết cái vựa hoa quả rồi, và cuối cùng cũng là một cái tông mùi được xếp vào mùi sai trượt, nhưng mà lại là một cái nhóm hoa nghe rất là lạ đúng không, các bạn rất là tò mò đúng không. Đó là Soliflower Aromatics của nhà Dame Perfumery. Thì cái thương hiệu này mình đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ rất là ít thấy ở thị trường Việt Nam. Và mình đã có một cái video review em Minty Men, là một trong những chai hoa mà có cái tông mùi kiểu trà sữa, trà xanh sữa ấy, dành cho các anh em vào video từ năm ngoái. Thì các bạn nữ nếu như quan tâm đến mùi trà xanh sữa thì các bạn có thể xem cái đường link ở trên này. Thì đây là một cái chai nước hoa mà theo ghi chú nó chỉ có một cái nốt hương duy nhất, đó chính là Aromatics. Và Aromatics là hoa mộc, anh gọi là hoa mộc tê gì đó. Nó là một cái là hoa màu vàng, và khi mà được mix ở trong chai nước hoa này thì nó lại rất là hay. Và khi các bạn ngửi ở đầu vòi nhá, các bạn đưa lên mũi ngửi thì các bạn lại thấy là một cái mùi trà kết hợp cùng với một chút hơi kiểu sữa sữa, rồi mùi của quả đào, mùi ngọt rất đặc trưng của đào hay là mơ gì đó, mình nghĩ là đào nhiều hơn. Và khi các bạn xịt ra thì một cái mùi quả đào, một quả đào xanh, không phải là xanh hẳn mà nó kiểu hơi chín thôi, thì khi các bạn cắn vào nó vẫn có một cái nét hơi xanh, hơi chát nhẹ từ của quả đào. Và khi mà cắn ngập mồm ấy, các bạn cắn ngập răng vào, bắt đầu nước ứa ra, thì các bạn nhận thấy là mùi ngọt rất đặc trưng của quả đào. Thì ở đây các bạn sẽ ngửi thấy mùi đấy, và nó sẽ có một chút giống hơi cái mùi khói khi mà bạn rót những cái ly trà vào ấm ấy, thì các bạn ngửi thấy cái mùi của những cái mùi trà bốc lên. Thì cái mùi của nốt hương hoa mộc ấy nó mang tới, nó được là flower nhưng mà nó xếp vào cái diện là fruity, và nó sẽ có mùi đặc trưng của những quả đào và quả mơ. Ngoài ra thì nó mang đến một cái nét hơi kiểu da thuộc, hơi kiểu ti, hơi kiểu trà này, rồi sẽ có một chút ngọt của mật ong. Thì mình ngửi đây thì mình còn chắc là hơi sữa sữa một chút. Và thực sự đây là một cái mùi hương rất là ấn tượng và có thể sử dụng hoàn toàn là mùi signature scent cho mùa hè, vô cùng tốt. Em này mặc dù là cái mùi hương đây nó hơi tối, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng vào mùa hè, chứ nó không hề bị ngốt như những cái tông mùi trà như là The Noir hay Chín của Lilabo hay là vài cái chai BVL Gary ấy. Thì các bạn có thể không sử dụng được vào mùa hè, nhưng mà đây mùi hương này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng vào mùa hè với combo trà này, rồi đào này, một chút xanh xanh này, ngửi rất là thích mũi. Và mình đảm bảo rằng là khi các bạn xịt cái mùi hương này, các bạn sẽ không bị đụng hàng với bất cứ ai vào mùa hè luôn. Và cái mùi hương này ấy, thì khi mà dry down xuống thì tất cả nó trở nên mượt mà, nó chỉ là một chút thoảng nhẹ. Và mùi hương này có cái xu hướng hơi kiểu skin scent, nó sẽ là kiểu thoảng nhẹ một chút ngọt của đào, hơi một chút kiểu cấn của trà ở mũi khi các bạn đưa lên ngửi. Nhưng mà nếu mà em này theo mình đánh giá ấy, mà nó tỏa được tốt hơn thì nó sẽ được chấm điểm cao hơn. Chứ nếu mà mùi kiểu skin scent sau 2-3 tiếng xịt thì mình thấy rằng là nó có vẻ hơi gọi là tiếc một chút. Về cái phong cách cũng như cái độ tuổi sử dụng em này, thì với một cái tông mùi trà thì thường những người uống trà mà uống trà nóng nhá, không nói trà đá thanh niên ai uống. Còn nếu mà những cái tông mùi mà trà thì mình thấy rằng là
thường là dành cho những bạn nữ kiểu trưởng thành, kiểu từng trải một chút. Thì cái độ tuổi mình nghĩ là tầm từ 23 đến 25 tuổi, mà theo cái phong cách kiểu sống nó hơi chậm chút, bớt quan tâm đến mọi thứ hơn và muốn là có những cái điểm nhấn cá nhân hơn, thì đây là một cái mùi sử dụng rất là tốt cho các bạn. Các bạn không bị đồng hà, các bạn không bị chung chung trong số đông, mà các bạn có một cái điểm nhấn cực kỳ riêng. Mà khi mà anh trà nào mà tiếp xúc với các bạn thì khi mà ngửi qua cái mùi nước hoa thôi cũng biết rằng là bạn là một người kiểu rất là chỉn chu, rất là quan tâm đến cái bản thân, chứ không kiểu mua cái những cái mùi mà theo số đông. Thì Soli Flower Omatus của De Perfumery là một cái mùi hương mình rất phốt trong mùa hè. Và vừa rồi đó là 5 gợi ý của mình về những cái mùi hương giá rẻ trong khoảng tầm 100 đến 150 đô dành cho các những bạn nữ. Tất nhiên là còn rất nhiều chai nước hoa như là Daisy Dream này, rồi Marc Jacobs, cái thứ mà mình cũng đã rất là lăn tăn trước khi cho vào video này. Nhưng mình nghĩ là kênh của mình thì nên có những cái thứ phổ thông, mà cũng có nên có những cái thứ mới lạ, nó phải khác kênh, những cái kênh khác một chút. À, nếu như bạn nào có những cái chai nước hoa nào hay thì các bạn bình luận ở phía dưới, cũng như là các bạn đã sử dụng qua những chai nước hoa này rồi thì cũng hãy bình luận trao đổi với mọi người ở phía dưới. Còn đừng quên việc là like, ấn vào nút chuông để nhận được những cái video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.